Hello, chào tất cả các bạn. Mình là Việt Nguyễn. Và tôi là Minh Đức. Để giới thiệu cho các bạn mới tập chơi và yêu thích môn bóng bàn, ở video này chúng tôi xin chia sẻ cách cầm vợt cơ bản nhất trong bóng bàn. Các bạn nhớ theo dõi clip nhé. Trong bộ môn bóng bàn, một trong những điều quan trọng nhất đối với người tập chơi đó là cách cầm vợt cơ bản nhất và đúng nhất. Thì đối với cách cầm vợt cơ bản và đúng nhất này như này, ta chia ra làm có làm hai cách, đó là cách cầm vợt ngang như thế này và cách cầm vợt thìa hay gọi là cách cầm vợt dọc. Thì ở video này thì tôi hướng dẫn là cách cầm vợt ngang cơ bản nhất và đúng nhất. Thì đối với cách cầm vợt ngang ấy, cơ bản nhất ấy, thì là như này. Ta sử dụng này, ngón cái và ngón trỏ nhé, là như hai người bắt tay nhau như này. Đấy, thì khi mà đưa ở đây là cái sống vật này và đây là cái cán vật nhé, ta đưa cái sống vật vào giữa của ngón cái và ngón trỏ như thế này. Đấy, ngón trỏ thì ta để sát vào mép phía bên này, ngón cái thì ta tì vào đây. Đấy, như này. Đấy, thì khi ta đánh phải nhá thì ta cầm như thế này. Đấy. Còn khi đánh trái thì ta chuyển ngón cái này tì lên phía trên mặt vợt như thế này để dễ đánh hơn. Và cái sống vợt ấy nó sẽ chỉnh về phía góc bên này. Ở đây là điểm giữa nhá. Thì ở đây là điểm chỉnh này. Thì ngón này, ngón cái của mình tì vào trên mặt vợt. Ngón này giữ vào đây như thế này. Dễ đánh trái hơn. Sau đó xoay về phải, dễ đánh hơn. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Cầm vợt cơ bản nhất trong bóng bàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.